Sau thời gian căng thẳng với yêu cầu nghiêm ngặt trong cách ly, giờ thì việc giãn cách xã hội được nới lỏng ngày càng nhiều. Trong đó có việc chính phủ Việt Nam tổ chức những chuyến bay đón người Việt hồi hương. Ông Tính, người dân sống ở khu dân cư gần phi trường Tân Sơn Nhất kể. Những người ở nước ngoài về là họ phải đo thân nhiệt cách ly. Thì cách ly trong vòng 14 ngày thì xét nếu mà có bệnh thì bác sĩ Việt Nam mà điều trị. Có hai khu dành cho cách ly người Việt hồi hương tại Sài Gòn, nằm ở Củ Chi và quận 12. Trong đó điểm thuộc quận 12 lại bao quanh là những nhà dân sống bằng nghề buôn bán, nên ít nhiều đưa đến tâm lý lo ngại về nguồn lây nhiễm. Lo cho sao không lo, chứ bệnh ghê quá mà không lo được rồi, có lây lan ghê quá mà. Với tâm lý lo lắng này, nên theo ý kiến của ông Tính, mong hạn chế hồi hương. Nếu mà người nước ngoài mà nó có công chuyện gì mà cần thiết thì nên về. Còn nếu mà không cần thiết thì đừng nên về. Để cho dịch bệnh nó ổn thì mình mới về được. Mọi hoạt động xã hội gần như bình thường, nên như lời ông Tuấn, xin hết sức thận trọng. Thì có dài dài nhưng mà Việt Nam mình phải làm sao cho nó ấy, cho nó an toàn chứ không dài. Dài đấy đi tùm lum rồi nó lây lan luôn. Thận trọng nguồn lây lan vì dịch corona tiếp tục gây thương vong cho nhiều quốc gia. Đến nay tuy Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội nhưng vẫn chưa tuyên bố hết dịch và với số lượng người Việt từ nước ngoài hồi hương cho thấy vẫn còn đó nguy cơ tái bùng phát corona tại Việt Nam.